Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt anh chị em diễn viên đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bắc Cạn xin được gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính toàn quốc lần thứ tư được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, cũng giống như các dân tộc khác, dân tộc Tày có những nét văn hóa đặc trưng riêng của mình, trong đó đàn tính được coi là một phương tiện giao tiếp mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày đã được lớp lớp thế hệ này nối tiếp thế hệ sau như một dòng chảy. Và có lẽ trong mỗi chúng ta khi lớn lên, đi xa nhưng vẫn luôn nhớ về âm thanh của cây đàn tính, của điệu hát then ấy mềm mại, mượt mà như dòng suối chảy mãi từ mùa xuân này tới mùa xuân khác. Nó trường tồn cùng thời gian và như một biểu tượng của hồn dân ca dân vũ của người Tày. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với màn hát múa cây đàn tính, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hoài An, biên đạo múa Bảo Duy do các nghệ nhân diễn viên của đoàn biểu diễn. Xuân trời hồi em mang cây đàn tính ngỡ, mưa bay bay hạ sương xung xinh trong ao tràm, gió nâng nhẹ con sen câu hát then bỏ quên say đắm anh đi tìm hơi thiêng tính ở đâu. Ngân mãi mãi ơi, cây đàn tính quê em sao mà thương thương thế, như những cánh tay chân của cha, như tấm lòng bao dung của mẹ, như giọt nắng ban mai cho tiếng trời hồi em mang cây đàn tính ngỡ, như bay bay hạ sương xung xinh trong ao tràm, gió nâng nhẹ con sen câu hát then bỏ quên say đắm anh đi tìm ơi tiếng tính ở đâu. Non thương bạn mình có cây đàn tính ngỡ, trong gương xuân
ơi đàn tính quê em, sao mà thương mà nhớ, trên bậc thang nhà người ai mong chờ thương ai. Cô đơn khi gọi bạn vương vấn từng câu thơ, cho nhìn hát thêm đường, cho ngân mãi mãi. Ơi, cây đàn tính quê em, sao mà thương thương thế, như những cánh tay chân của cha, như tấm lòng bao dung của mẹ, như giọt nắng ban mai, cho tiếng tiếng bay xa. Ơi cây đàn tính quê em, sao mà thương mà nhớ, trên bậc thang nhà người ai ngóng chờ thương ai. Câu đơn khi gọi bạn vương vấn từng câu thơ, cho nhịp hát thêm đường, cho ngân mãi mãi. Cha, như tấm lòng bao dung của mẹ, như giọt nắng ban mai, cho tiếng tiếng bay xa, cho tiếng tiếng bay xa, cho tiếng tiếng bay xa, cho tiếng tiếng bay xa. Bỏ mẹ mường thiên ơi,
bắt vào mưa nữa phá kín nà luồng phá mưa thiên kín bióc người. Tùng thiên đây bao mà hà mỹ hương thân lục lan chứ thân công phò mẹ ơi. Thím hà hai ông trói lung loàng hai lùng trói nòng nàng óng liều trải óng tàng hắn nọ trai nhắn khó khăn lắm lại ơi thừa khán chẳng cơ nà buông nón ơi trai lệ cần bâu ước mòn lăng ơi ước đầy nòng và cắn mưa nắng anh nói lời giả dối hay sao
sao ta được ngồi trên đó thập phương mà viếng
say hân, khoe hân hờ lai gần đây chắc, xây chiến công Việt Bắc tăng lai. Sòn đông khê nà ngần tan té mưa phai khắt na hơi, quân tiếp viện mén bắt đeo giàng, quân thái lẻ phân hàng vô vàn, đồn thủ thông xếp hàng cuộc ra. Xuân vằn xo nhì bươn chiêng, lục lan của ban mường nhắn chữ họ tên trai, lịch sử nhắn à khi trần phù thông xiên kỳ chữ mà ai ơi. Đuổi tiền mèn khấy hang đuổi tiền hoa
kiệp bến bươn chiêng vội bán bánh ba bông trang ngàn đồng keo. Mò nương là có đen rạng rỡ, ông kiệp kéo vần vỡ rớt lông. Hồng nhang hát than thân thầy khát, mèn cuồn nhằng chim phám đuổi ba, kéo không mèn nhằng mà than vòng. Thân bươn tím vụ tan,
gập tiết tèo khảm thương bươn mơ bươn thím tèo qua cầu thong rong bút nghiến chìa du tràng túc đà kim chỉ mai đã vắng chẳng may kim ngần nhòm tôi mưa trang tông Thank you.